Không biết bữa nay nó làm gì mà nó vác xe ba gác lên kìa. Ồ, trời đất ơi, rồi một lát cái xe ba gác này là ai đi? Nó đổ miệng chai đi nữa, trời tôi lo quá đấy nè. Bữa trước con đến đây để phụ bạn đúng không? Vâng. Tôi dòm là tôi thấy là bên trong là có nội lực rồi, có võ công rồi. Mà tôi nói ủa sao phụ mà tại cái nhìn cái mặt hay lắm. Bữa nay ra cái nét đó thấy không? Không biết bữa nay nó làm gì mà nó vác xe ba gác lên kìa. Ồ, trời đất ơi, rồi một lát cái xe ba gác này là ai đi? Nó đổ miệng chai đi nữa, trời tôi lo quá đấy nè. Ngày hôm nay con tới đây con có những cái màn biểu diễn gì về với dành cho cô chú nè? Màn đầu tiên con sẽ nhảy lên thủy tinh và màn thứ hai con sẽ dùng răng kéo xe ba gác. Trời ơi, thấy chưa? Tự nhiên cái cơ duyên gì mà con đến với cái nghề võ này? Lúc nhỏ nay bị ốm nên mẹ con đưa con đi đăng ký học. Rồi bây giờ con bớt ốm chưa? Rồi ạ. Khỏe luôn anh. Nhưng mà học những cái môn nguy hiểm như thế này là thầy đề nghị con học hay là vì con có năng khiếu nên thầy phải chỉ cho con? Con tự nguyện học. Tự nguyện? Con không sợ à? Con không. Trong cái lúc con tập con có xảy ra cái tai nạn gì không? Con không. Đau không? Lúc đầu thì con có thấy hơi đau nhưng dần con tập nhưng con quen. Nhưng mà bình thường các bạn nhỏ là đau chút là người ta sợ rồi mà sao con lại không sợ? Lúc có bố mẹ động viên nên con quyết tâm nên con đã làm được. Bây giờ con hứa với chú Thành là hoàn toàn không nguy hiểm chú mới cho con làm nha. Vâng. Thiệt không? Thiệt ạ. Móc méo cái coi. Rồi lên luôn con, móc méo cái. Cho mượn coi cái tay coi. Đâu có con chuột nào đâu mà kéo cái xe. Con dùng răng mà. Rồi lỡ kéo hồi nó ra cái hàm răng con rồi sao? Thì thôi chứ. Thôi thôi thì thôi. Trời đất ơi, nói chuyện chứ vẫn chơi với hàm răng thì thôi. Thành ơi đẹp trai dễ sợ luôn. Yeah. Con đi một bài vận nội công cho mọi người xem con nha. Rồi xin mời con. Trời đất ơi, con tôi nó giận nội công không mà nổi da gà đó. Sau khi con giận nội công là con sẽ giữ nội công trong người con được bao nhiêu lâu trước khi con làm cái này? Con có thể giữ được. Giữ liền hả? Liền, làm. Chơi luôn thôi. Và mỗi phần biểu diễn của bé sẽ có thầy lên hỗ trợ ạ. Ôi trời ơi. Bây giờ cô có thể kiểm tra cái chân của con được không? Được ạ. Rồi chân kia đâu con? Đây chân kia con đấy. Trời đất, nó làm một cái khình. Trời ơi, trái tim nó muốn rớt ra ngoài luôn. Sao mà cái trò gì mà nguy hiểm quá con ơi. Đã vậy con người con nó rất là mỏng manh nữa. Thôi mình cũng vỗ tay khích lệ cho bé cái đi anh ơi. Ba mẹ con có đi theo không vậy con? Chỉ có bố con đi theo đi ạ. Bố ơi, bố nhìn con kìa. Thấy không bố, con nó rất là giỏi đó nha bố. Con ơi, thật ra cô cứ tưởng là từ dưới đất con chà đạp kia miệng chai. Con dẫm lên thôi chứ con chà đạp nó mệt lắm. Thì, chứ không ngờ là con lên cái cầu thang đó xong con phóng xuống như vậy luôn á. Trời, em là người đứng trên sân khấu là cái lực nó mạnh lắm. Chú Thành hỏi thiệt là có đau mà con nhịn được hay là con không thấy đau? Con không thấy đau. là cái khí công nó làm cho mình không đau luôn. Và hay quá vậy đó. Bây giờ còn một màn biểu diễn nữa anh nè. Và ngay sau đây sẽ là phần biểu diễn khả năng kéo vực nặng bằng răng. Cho Hari hỏi là cái này là khoảng chừng bao nhiêu ký ạ? Chiếc xe này là 600 cân ạ. Rồi. Ôi mà. Con bao nhiêu ký con? Con là 27 cân. 27 cân mà kéo đúng sao? Nghĩa hồi xưa là châu chấu đá xe đó. Bắt đầu. Tiết mục này mà con đi thi nước ngoài cũng người ta cũng nể, chứ đừng nói Việt Nam nha. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh nghĩ sao với việc nếu mà anh dùng tay và kéo có khoảng 4 người ngồi trên đó nữa anh? 4 người. Ý em là con em làm được bằng răng. Kéo thêm 4 người ngồi đấy là phải thêm cỡ hơn 100 kg nữa. Nếu như vậy em sẽ chọn khán giả để xem bé làm như thế nào. Khán giả nào cũng được nhưng phải có chị Lê Giang thì cái số ký chị nó đáp ứng được. Chạy lên. Yeah. Chơi. Và thử thách bắt đầu. Bây giờ em muốn biết là mỗi người là bao nhiêu ký? Dạ 84. Rồi, 84 rồi. Ăn gì mập vậy? Em 87. Trời ơi. Dạ em 48 kg á. 48 kg. Gái người ta vậy là chuẩn quốc tế nè. I am 65. Tày quá. Tổng cộng là 884 kg. Đây là nói là số ký của 4 người này, hồi nãy tôi thấy mỗi người dứt một tô phở nữa đó. Vỗ tay cho con tôi. Cảm ơn các bạn đã lên hỗ trợ. Và cảm ơn chị Lê Giang ạ. Để chị đẩy xe xuống. Chị để đây có người làm chị nha. Vậy thôi chị xuống. Với lại nha, hồi nãy á, là mình hỏi từng người từng ký à. Còn nếu mà người ta tính cả mấy cái quần jean rồi này nọ accessory hết, luôn là mỗi người là phải cộng thêm 2 ký nữa, là coi như là gần 900 kg. 27 kg nhẹ hiều. Con 27 kg rồi con kéo cả 900 kg mà con kéo bằng răng nữa. Ủa cầm cái tay nông diệt cho con tay tôi. Và với những gì mà con em thể hiện ngày hôm nay chắc chắn là sẽ không cần phải thử thách thêm gì nữa đâu phải không ạ? Thách cái gì nữa? Đau quá. Còn đây là bạn của Nam Khánh. Em biết là các bé làm được, nhưng mà em thấy tới đây là em tin khả năng các bé làm được, đúng không quý vị? Đúng không?